Trong trận giao hữu vào tối qua tại sân vận động Đại Liên, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước chủ nhà Trung Quốc. Đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận nhưng không tìm được mảnh lưới đối thủ. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc thi đấu sắc sảo hơn và có được hai bàn thắng do công của Wang Qiuming và Wu Lei. Sau khi chứng kiến đội nhà chiến thắng, báo giới Trung Quốc vô cùng hân hoan. Họ khẳng định đội bóng của huấn luyện viên Jankovic đã trả nợ thành công đội tuyển Việt Nam sau thất bại 1-3 vào ngày 1 tháng 2 năm ngoái trên sân Mỹ Đình. Tờ 163 bình luận, trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam rất yếu đuối. Họ từng thua đội tuyển Trung Quốc 10 trận liên tiếp nhưng trong cuộc đối đầu gần đây, đội bóng do ông Michel Pần dẫn dắt đã thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam vào đúng ngày mùng 1 Tết năm ngoái. Người hâm mộ Trung Quốc cảm thấy không hài lòng và không thể nuốt trôi được thất bại đó. Nhưng tới cuộc tái đấu ở sân vận động Đại Liên, cổ động viên Trung Quốc đã nức lòng khi chứng kiến đội nhà trả nợ thành công khi giành chiến thắng 2-0. Wang Qiuming và Wu Lei là những người ghi bàn mang về chiến thắng cho đội tuyển Trung Quốc. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam không thể hiện được nhiều. Tình huống chơi xấu của Tiến Linh ở cuối trận khắc họa hình ảnh bất lực của họ. Sau khi đội tuyển Trung Quốc chơi hơn người, Wu Lei đã tận dụng rất tốt cơ hội để ấn định chiến thắng 2-0. Trong bài viết khác, tờ 163 bình luận sâu hơn về trận đấu, hai đội chơi tốt trong 20 phút đầu trận khi phong tỏa kỹ càng đối phương. Trong khoảng nửa sau hiệp 1, đội tuyển Trung Quốc không kiểm soát bóng tốt bằng đối thủ. Thế nhưng, đội tuyển Trung Quốc rất biết mình biết người. Đoàn quân của ông Jankovic tận dụng rất tốt lợi thế về thể hình và ngăn chặn rất tốt những đợt tấn công của đối thủ. Không còn cách nào khác, đội tuyển Trung Quốc buộc phải chơi như vậy. Giờ đây, đội bóng đã tụt xuống nhóm 3 ở châu Á và không thể tấn công bóp nghẹt đối phương. Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt. Họ đã vươn lên mạnh mẽ và không còn yếu như trước. Sự xuất hiện của Wang Qiuming và Zhai Weijun ở hiệp 2 nhằm mục đích tăng cường khả năng chiến đấu ở tuyến giữa. Dù vẫn không kiểm soát được trận đấu nhưng đội tuyển Trung Quốc đã cho thấy sự sắc sảo trong khâu tấn công. Bàn thắng của Wang Qiuming ở phút 53 là điển hình cho lối chơi của Trung Quốc. Không thể nói rằng đội tuyển Trung Quốc đã hoàn hảo trong khâu phòng ngự nhưng chúng ta đã xuất sắc hóa giải đội tuyển Việt Nam. Tấm thẻ đỏ của Tiến Linh giống như cú đấm trời giáng vào tham vọng của đội tuyển Việt Nam. Họ đã rời sân trong sự tức giận vì không hoàn thành mục tiêu. Tờ Sina ở bài viết đội tuyển Trung Quốc trả nợ thành công đội tuyển Việt Nam. Trong bài viết, tác giả chỉ ra khác biệt lớn nhất của hai đội. Đội tuyển Trung Quốc chỉ kiểm soát 37% thời lượng bóng nhưng tung ra tới 13 cú dứt điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cầm bóng 63% nhưng chỉ có 9 lần dứt điểm, 3 lần trúng đích. Không chỉ kiểm soát bóng ít hơn đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc còn có số lượng phạt góc, đường truyền thấp hơn nhiều so với đối thủ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất, đội bóng của huấn luyện viên Jankovic lại sắc sảo hơn. Đội tuyển Trung Quốc cuối cùng đã trả nợ thành công đội tuyển Việt Nam sau thất bại mẽ bảng vào ngày mùng 1 Tết năm ngoái. Tờ Soho dẫn lời bình luận viên Lee Soan, đội tuyển Việt Nam định biến hình thành Barcelona ư? Bình luận viên Phương Chân nói, tôi nghĩ đội tuyển Trung Quốc phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công. Chúng ta chấp nhận làm kẻ yếu và tận dụng sai lầm của đối thủ. Tôi nghĩ đội tuyển Trung Quốc cần áp dụng lối chơi này khi gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026. Bình luận viên Lee tiếp lời, chỉ khi tận dụng tốt lợi thế về thể hình và thể lực, đội tuyển Trung Quốc mới giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Đó là trận đấu diễn ra trên sân vận động đóng kín và không được tính điểm FIFA. Tới ngày 17 tháng 10, đoàn quân huấn luyện viên Chu Xie sẽ đối đầu với Hàn Quốc.